Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra mắt bộ sách Nguyễn Văn Xuân toàn tập. Đến dự có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, lý luận phê bình văn học, nghệ sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia trong cả nước. Bộ sách Nguyễn Văn Xuân toàn tập bao gồm 7 tập sách, tập hợp các bài viết, các sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn, các công trình nghiên cứu, trong đó có cả những bản thảo lần đầu công bố của học giả, nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Xuân. Sinh thời, Nguyễn Văn Xuân là một nhà văn hóa hoạt động đa dạng. Ông nổi tiếng trong làng văn Việt Nam từ năm 1937 khi mới 17 tuổi. Ngoài viết văn, nghiên cứu lịch sử và nghệ thuật tuồng, ông còn là một nhà giáo, nhà báo xuất sắc. Các tác phẩm chính của học giả Nguyễn Văn Xuân gồm Bão rừng, Kỳ nữ họ Tống, Dịch cát, Hương máu, Phong trào Duy Tân, Khi những lưu dân trở lại. Buổi ra mắt bộ sách Nguyễn Văn Xuân toàn tập là dịp những người đã từng quen biết, những người đã có may mắn là học trò và cả những người yêu các tác phẩm của Nguyễn Văn Xuân gặp gỡ ôn lại những kỷ niệm và nhìn lại những đóng góp của học giả Nguyễn Văn Xuân đối với mảnh đất Quảng Nam Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.